Mỗi khi nhờ chồng lấy đồ kèo. Ủa? Dũng ơi! Cái gì? Lấy giùm mấy cái đó coi. Hả? Đó, nằm ngay đó luôn đó trời. Cái này. Dũng thấy cái tay mi chỉ không ai thấy ô mà đen. Thôi ô mà đen bá quặng quặng cái gì hoài vậy? Tay mi chỉ không? Chà bá, không, nằm ngay đó. Trời ơi. Là trời, chà bá, chà bông nằm ngay đó đó, ô bà đe. Mỗi lần mà kêu vô đi lấy đồ là mới mệt, mới phải lấy nè. Chà bá, chà bông nè, chỉ có cái này là nó không biết hả, nằm around here nè. Cái này là cái gì? Hả? Sao không nói sớm đi? Cái chà bá, chà bông, cái này là nó bự nhất cái căn bằng hờ, không trẻ luôn. Mỗi lần mà ai kêu vô đi lấy đồ là vô, vậy là vô mà không có gà mờ nữa. Lấy cây đó, sao mà em biết? Ủa, vô hả? Vô là chồng My, vô phải đọc được cái suy nghĩ My muốn gì chứ. My nay nói chà bá chà bông cái bình này nó bự chứ cái đây vô nè, tại sao vô đâu em được em vậy? Hả? Đi luôn thì tao.